Sai lầm lớn nhất của đời người là gì? Đáp án chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình vì đã phạm phải. Sai lầm này liệu bản thân bạn đã bao giờ phạm phải? Nếu đã phạm phải, xin hãy sửa ngay, càng sớm càng tốt. 1. Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não. Và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra. 2. Dù rất chua chát, nhưng sự thật là nhà ở có sửa to rộng hơn thế nào đi nữa cũng chỉ là nơi ở tạm thời. Cái quách xanh mới là nhà ở vĩnh hằng của tất cả chúng ta. Thế nên nhà rộng chẳng bằng tâm rộng, tấm lòng rộng mở. Bề ngoài an yên không bằng cõi lòng an yên. 3. Nỗi đau lớn nhất của đời người là con cái muốn báo hiếu nhưng cha mẹ không còn nữa. Bi kịch lớn nhất đời người là chưa giàu mà người đã ra đi. Và đáng thương lớn nhất đời người là vào lúc chiều tà mới ngộ ra mình đáng ra nên làm những gì. 4. Khi tâm linh có xu hướng bình tĩnh lại, tinh thần càng trở nên vĩnh hằng. Giảm nén dục vọng xuống thấp một chút, đẩy lý tính lên cao, tôi, bạn, chúng ta sẽ cảm thấy bình an là phúc, thanh sản mới mẻ là lộc, và lòng thanh tịnh không chút dục vọng là thọ. 5. Người kiếm cớ vin vào lý do không có thời gian để rèn luyện cơ thể, sớm muộn sẽ phải bỏ thời gian ra để đi chữa bệnh. 6. Vui vẻ là phương thức kỳ diệu giúp con người trưởng thọ. Nỗ lực chăm chỉ là linh đan giúp sức khỏe bền bỉ dẻo dai. Vận động là sự đầu tư cho sức khỏe. Trường thọ là sự báo đáp cho những ngày tháng chúng ta bỏ ra để rèn luyện thân thể. 7. Tiền bạc khó mua được sức khỏe, nhưng sức khỏe sẽ được tăng cường hơn nhờ tiền bạc. Tiền bạc khó mua được hạnh phúc, nhưng muốn có hạnh phúc buộc phải có sức khỏe. Hạnh phúc của đời người không nằm ở danh lợi mà xuất phát từ sức khỏe. Cơ thể khỏe mạnh không quyết định bởi tiền bạc mà quyết định bởi sự vận động của mỗi con người. 8. Ăn uống quý ở chỗ biết kiêng khem. Đọc sách quý ở chỗ biết chọn cái hay để đọc. Luyện tập quý ở chỗ duy trì bền lâu. 9. Cả ngày ăn yến tiệc chẳng bằng ăn một bữa cơm đạm bạc thật ngon. Nụ cười không cần đầu tư vốn liếng, nhưng nó có thể tạo ra của cải. Tán dương biết khen ngợi cái đẹp, không cần dùng đến tiền mà vẫn tạo ra sức mạnh ngàn cân. Chia sẻ không mất chi phí, nhưng có thể nhân niềm vui lên gấp nhiều lần. 11. Niềm vui luôn đi cùng những người khoan dung, của cải luôn sánh vai cùng những người biết giữ chữ tín. Trí tuệ luôn song hành cùng những người cao thượng, sức hấp dẫn luôn xuất hiện bên người hài hước, và sức khỏe luôn đến với những người vui vẻ, mở rộng trái tim. 12. Sự nghiệp không cần kinh thiên động địa, có thành tựu là được. Tiền bạc không cần thừa thãi, dùng cả đời không hết, đủ tiêu là được. Bạn bè không cần lúc nào cũng như hình với bóng, nhớ nghĩ về nhau là được. Con cái không cần nhiều hoặc ít, hiếu thuận là được. Tuổi thọ không cần quá 100, sống khỏe mỗi ngày là được. 13. Chẳng có một người bạn nào có thể quan trọng hơn sức khỏe, cũng chẳng có một kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thay vì đau khổ gặm nhấm nỗi đau do bệnh tật gây ra, hãy đứng dậy vận động để cuộc đời thêm nhiều màu sắc. 14. Có gì cũng được trừ có bệnh, không có gì cũng được trừ không có tiền, thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì. 15.
quan lớn không bằng chí lớn, chí lớn không bằng lương cao, lương cao không bằng thọ lâu, thọ lâu không bằng vui vẻ. Không sợ đãi ngộ thấp, chỉ sợ mệnh đoản. Không sợ kiếm được ít tiền, chỉ sợ ra đi quá sớm. 16. Cái gì cũng có thể không tốt, nhưng tâm trạng không thể không tốt. Cái gì cũng có thể thiếu, nhưng tự tin thì không thể thiếu. Cái gì cũng có thể không cần, nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần. Cái gì cũng có thể quên, nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên. 17. Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được. Đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được. 18. Có ba thứ cần lãng quên: lãng quên tuổi tác, lãng quên quá khứ và lãng quên ân oán. 19. Có bốn thứ cần có: bất luận bạn mạnh yếu ra sao, nhất định cần phải có người yêu mình thực sự, có bạn bè tri kỷ, có sự nghiệp phát triển từng ngày và có một mái nhà ấm áp tràn ngập yêu thương. 20. Có sáu thứ không nên: không nên đói mới ăn, không nên khát mới uống, không nên buồn ngủ mới đi ngủ, không nên mệt mới nghỉ, không nên bệnh mới đi khám, không nên để già rồi mới hối hận. 21. Không cầu là quý, ít bệnh là thọ, đủ dùng là giàu, không dục vọng là phúc, và cảm kích là hỷ. 22. Nếu không có sức khỏe thì trí tuệ, văn hóa, năng lực khó mà bộc lộ ra ngoài, và tri thức cũng chẳng có cơ hội để dùng đến. 23. Đời người không nằm ở việc sống lâu hay ngắn, mà nằm ở việc giác ngộ sớm hay muộn. Cuộc đời không dùng để đính chính người khác đúng hay sai, mà dùng để thực hiện một cuộc sống nhiều màu sắc của chính bản thân chúng ta. Tất cả những lời khuyên ở trên, tự chung lại đều có thể thấy một điều: đời người, thứ duy nhất không thể thiếu, đó là sức khỏe.